Nói đời đại gia thầy phong thủy tiết lộ cuộc đời tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Từ năm 2025 đến năm 2026, trời thương Phật độ, lộc lá chạm đỉnh, làm ăn thu lời, giàu như vũ bảo. Vâng, xin chào quý vị cô bác anh chị, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Tài Lộc TV. Thưa quý anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, chắc chắn có không ít anh chị tuổi Giáp Dần ở đây đã tự hỏi rằng tại sao bản thân mình lại gặp nhiều xui xẻo, nghèo khổ, vất vả, khó khăn đến thế, trong khi ngoài kia biết bao nhiêu người giàu có, sung sướng, tiền tiêu không hết, đúng không ạ? Có thể thấy rằng người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 là người đã nếm trải quá nhiều đắng cay, dâu bể trong cuộc đời, vui có, may mắn có, nhưng buồn tuổi thì lại là phần nhiều. Vậy thì cuộc sống vất vả này có phải là do Giáp Dần không có tài hay không? Hay phải chăng là Giáp Dần chưa biết nắm bắt những thời cơ đến với mình trong cuộc sống? Lắm lúc nghĩ, giá là hổ ta biết phủ một tí, biết hận một tẹo, biết ích kỷ hại nhân một xíu, thì cuộc đời này bằng phẳng biết bao nhiêu. Nhưng vì không biết nên đường Giáp Dần đi vất vả, mà may là vì thế Giáp Dần còn giữ được cái bản tâm thuần khiết, không bị đồng hóa bởi thế gian trong suốt cuộc hành trình vừa sống vừa tu vừa đạo vừa đời của chính mình. Đúng 2 năm tới trở đi sẽ là lúc đại vận ập đến, cái vận của Giáp Dần sẽ có quý nhân nâng đỡ, sao tốt phù trợ, lộc thu dồn dập. Cuộc sống khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, điều này sẽ cho họ sự thịnh vượng dần lên, xứng với những cống hiến mà họ đã trao đi để phấn đấu trong cuộc đời này. Quý vị thân mến, phong thủy không chỉ là những nguyên tắc vô hình mà nó còn là chìa khóa mở ra những cánh cửa may mắn, tài lộc và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Những điều tưởng chừng như nhỏ bé và đơn giản trong phong thủy lại có sức mạnh thay đổi vận mệnh của mình một cách thần kỳ. Đặc biệt là với những ai sinh vào năm Giáp Dần 1974, 2 năm tới là thời điểm vô cùng quan trọng để tận dụng những bí quyết phong thủy nhằm đạt được sự thịnh vượng. Nhưng làm thế nào để kích hoạt vận may, làm sao để tài lộc ùn ùn kéo đến, bí quyết nằm ngay ở những cây trồng xung quanh chúng ta. Có lẽ quý vị sẽ ngạc nhiên, nhưng cây trồng phong thủy được xem là cây trồng có khả năng bổ trợ công danh, tài lộc, tình duyên, có tác dụng kích thích cung tài lộc cũng như có khả năng giữ của tốt cho chủ nhân. Đã được sử dụng từ hàng ngàn năm qua để hóa giải năng lượng tiêu cực, bảo vệ gia đình và mang lại sự bình an, sinh khí phát ra từ cây giúp gia chủ xua đi vận hạn, sự đen đuổi đeo bám. Gia chủ sẽ đề phòng được những điều xấu xa và xui xẻo. Chỉ cần trồng cây phong thủy ở vị trí đúng đắn trong nhà, quý vị sẽ thấy những thay đổi không ngờ chỉ sau 2 năm. Hãy cùng Tài Lộc TV khám phá chi tiết cách sử dụng sức mạnh kỳ diệu của cây phong thủy trong video hôm nay. Đây có thể là chìa khóa để quý vị mở ra cánh cửa tài lộc và phú quý trong cuộc sống của mình. Và nếu thực sự anh chị muốn biết cụ thể thế nào thì hãy lắng nghe Tài Lộc TV trực tiếp lý giải ngay dưới video sau. Vận trình cuộc đời người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 cụ thể diễn ra như thế nào? Để biết diễn biến từng năm tuổi vào 2 năm tới của người tuổi này sẽ ra sao thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi luận giải chi tiết qua mục lục lá số sau đây. 1. Đặc trưng phân biệt theo can chi ngũ hành và phẩm chất tính cách là một Giáp Dần nhạy bén, kiêu ngạo, trắc ẩn, nghị lực và can trường. 2. Tổng quan cuộc đời 2 năm tới, đầy đủ các phương diện sự nghiệp công danh, tài lộc sức khỏe và tình duyên gia đạo, đặc biệt là chuyển biến tử vi vận mệnh trọn đời theo ngày sinh tháng sinh. 3. Vận mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, diễn biến trong 2 năm tới. 4. Tương hợp tương khắc, nguyên lý phong thủy và vị trí trồng cây phong thủy gia tăng vận khí, thu hút tài lộc, sự nghiệp thăng tiến của người tuổi Giáp Dần 1974. Theo ghi chép vận mệnh của tử vi đẩu số, người sinh năm Giáp Dần mang can giáp thuộc hành mộc và chi dần thuộc hành mộc.
Sự kết hợp này mang lại sự mạnh mẽ và kiên cường như hình ảnh cây cối vươn cao và không ngừng phát triển. Người tuổi Giáp Dần là hiện thân của sự cứng cỏi, đầy tham vọng và luôn tiến về phía trước. Người tuổi Giáp Dần thường có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và rất tự tin. Họ là những người đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn và không bao giờ lùi bước trước thử thách. Dần đại diện cho sự oai hùng và quyền lực, giúp họ toát lên khí chất lãnh đạo, khả năng dẫn dắt người khác một cách tự nhiên. Họ biết cách tạo ra ảnh hưởng và thường được tôn trọng nhờ sự dũng cảm và tinh thần không sợ hãi. Can Giáp thuộc hành mộc mang đến cho họ tính cách cởi mở và phóng khoáng. Họ không ngừng học hỏi, luôn muốn khám phá những điều mới lạ và mở rộng kiến thức của mình. Người Giáp Dần có khả năng tự tạo cơ hội cho bản thân, thích làm chủ cuộc đời và ít khi chịu phụ thuộc vào người khác. Tuy nhiên, với bản chất mộc đôi khi khiến người tuổi này trở nên cứng đầu và thiếu kiên nhẫn. Họ có thể gặp khó khăn trong việc lắng nghe ý kiến của người khác, đôi khi thiếu sự mềm dẻo trong cách hành xử, dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có trong các mối quan hệ. Người tuổi Giáp Dần trong hành trình của cuộc đời thường học được rằng sự mạnh mẽ và cứng cáp là cần thiết, nhưng để thành công và hạnh phúc bền lâu, cần biết cách linh hoạt và lắng nghe người khác. Họ dần nhận ra rằng sự phát triển bền vững không chỉ đến từ sức mạnh nội tại mà còn từ sự hợp tác và chia sẻ. Điều này giúp họ trở nên hoàn thiện hơn, vừa giữ được bản lĩnh cá nhân, vừa có được sự khéo léo trong các mối quan hệ. Người Giáp Dần cũng cảm ngộ được rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn. Họ học được cách chấp nhận sự thất bại và khó khăn như một phần của quá trình trưởng thành. Chính từ những vấp ngã ấy, họ trưởng thành hơn và tìm ra con đường phù hợp cho riêng mình. Trong tình yêu và các mối quan hệ, người tuổi Giáp Dần thường thể hiện sự chân thành và lòng trung thành mãnh liệt. Tuy nhiên, họ cũng cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình, tránh để tính nóng nảy và sự cứng rắn làm tổn thương những người xung quanh. Qua thời gian, họ hiểu được rằng sự cân bằng giữa trái tim và lý trí mới là yếu tố quyết định sự bền vững trong các mối quan hệ. Người tuổi Giáp Dần là biểu tượng của sức mạnh, sự kiên định và quyết tâm không ngừng vươn lên. Cuộc đời họ là một hành trình khám phá và chinh phục, nhưng đồng thời cũng là quá trình học hỏi để trở nên linh hoạt hơn trong cách sống và đối nhân xử thế. Với tâm hồn rộng mở và trái tim dũng cảm, họ luôn biết cách vượt qua khó khăn và tìm thấy con đường riêng cho mình. Tổng quan cuộc đời người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 vào 2 năm tới. Thực ra, con giáp này không quá chú trọng đến vấn đề tiền bạc vật chất. Sẽ không có chuyện họ bất chấp thủ đoạn để liều mình kiếm tiền hoặc phải đắn đo chuyện chi tiêu thường nhật. Khi đã có hứng tiêu tiền, bất chấp ngày mai ra sao, chỉ cần người tuổi Giáp Dần cảm thấy vui vẻ, thoải mái lúc đó là được. Tuy nhiên, thần tài cũng luôn bên cạnh để trợ giúp mang lại may mắn cho con người bộc trực và thẳng thắn này. Họ tập trung làm việc cao độ, dựa vào chính thực lực của mình để kiếm khoản bù đắp cho số tiền đã tiêu. Với tinh thần lạc quan và sự nỗ lực như vậy, người tuổi Giáp Dần nhanh chóng kiếm lại số tiền đã tiêu và tiếp tục hưởng thụ cuộc sống vô lo vô nghĩ của mình. Tử vi 2 năm tới của 12 con giáp có hé lộ rằng Giáp Dần sẽ đón những biến động lớn, cơ hội thăng quan tiến chức rộng mở thênh thang, tài lộc dư dả vô cùng trong 2 năm tới. Cho nên, ngay từ bây giờ, bản mệnh cần xác định mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Tử vi học có nói ban đầu, người tuổi này mới bắt đầu sự nghiệp của mình và gặp phải không ít khó khăn. May mắn thay, bạn là người tài trí hơn người và biết cách giải quyết các vấn đề. Nhờ sự khôn khéo và tài năng của bản thân, bạn thường đạt được những thành tựu đáng kể khi bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Trong vòng 2 năm tới, chính là thời điểm lý tưởng để bạn phát triển mọi mặt của bản thân, bao gồm cả sự nghiệp, tài lộc và tình duyên, mọi thứ đều viên mãn. Cơ giáp này sẽ thăng quan tiến chức, sớm ngồi vị trí lãnh đạo. Người làm kinh doanh thì ngày càng ăn nên làm ra, phú quý đầy nhà. Cơ giáp này nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền. Vận may khiến ai cũng phải ghen tị với bạn. Về phương diện công việc và sự nghiệp,
Người tuổi Giáp Dần có dã tâm và tham vọng rất lớn, luôn chú tâm gây dựng sự nghiệp. Họ đặc biệt không chấp nhận mọi chuyện tiến triển quá muộn, cũng không hài lòng với những người quá ổn định, không có nhiều thay đổi. Những thách thức vừa phải sẽ khiến họ có thể động lực đi đến thành công. Cuộc đời được Bất Động Tôn ban cho trí tuệ, Giáp Dần là người thông minh, sáng tạo, có con mắt nhìn xa trông rộng. Họ nhìn nhận được đâu là cơ hội dành cho mình. Bởi vậy, những người này sẽ luôn đưa ra những quyết định chính xác, đúng thời cơ. Tuổi Giáp Dần có những kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực, nhờ vào tài năng lãnh đạo, tổ chức của mình mà những người này đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý. Họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc. Trong cuộc đời được Phật Đại Nhật Như Lai ban phúc, phúc tinh soi chiếu, có người che chở nên gặp dữ hóa lành. Họ có tài năng hơn người, là dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, vì thế mà có thể làm nên đại sự. Từ 52 tuổi trở đi, con giáp này nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ, thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Cả cuộc đời con giáp này luôn tâm huyết, chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ, hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền. Người khác sẽ thấy những người tuổi Giáp Dần giống như một cỗ máy, không bao giờ mệt mỏi với công việc. Thực ra tuổi Giáp Dần cũng có lúc mệt mỏi, áp lực, nhưng sở thích và đam mê là nguồn động lực để họ tiếp tục làm việc, vươn lên phát triển bản thân. Đối với tuổi Giáp Dần, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc. Họ cố gắng phấn đấu để đạt được một địa vị trong xã hội, được mọi người tôn trọng và kính nể. Họ sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho người thân hay những người gặp khó khăn mà không hề do dự. Xem tử vi tuổi Giáp Dần thường xuyên, ta có thể dễ dàng thấy được một điều quan trọng nữa mà tuổi Giáp Dần cần quan tâm là cách họ phản ứng và hậu quả của sự nóng nảy. Kẻ thù tồi tệ nhất của con giáp này là thiệt hại họ gây ra cho chính mình trong các cơn bốc hỏa. Sự nhanh nhẹn và trí thông minh sắc bén giúp tuổi Giáp Dần học rất nhanh. Bản tính chống chán cộng với khao khát thử thách khiến họ đổi người nhiều hơn so với các con giáp khác. Một số người sinh năm Giáp Dần tuy không thường xuyên đổi người nhưng lại thích làm cùng lúc nhiều việc. Người sinh năm này thường có chung mục tiêu trong cuộc sống. Thế nhưng, dù làm trong lĩnh vực nào, tính cách người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 cũng chinh phục vinh quang bằng cách sắp xếp công việc khoa học hợp lý đem lại hiệu quả cao. Cụ thể vận trình tuổi Giáp Dần 2 năm tới về tài lộc. Theo luận giải tử vi trọn đời cho thấy, người tuổi Giáp Dần có phần không quá quan tâm đến chuyện tiền bạc. Đối với họ, thứ quan trọng nhất để duy trì cuộc sống là tín ngưỡng, là tinh thần, chứ không phải tiền tài. Nguồn thu của họ phụ thuộc vào mục tiêu và lý tưởng mà họ quyết tâm theo đuổi. Vận tài lộc cũng theo đó mà tới. Dù không quan tâm, nhưng vận tài lộc của họ rất đỉnh và dồi dào bất tận. Những người này quan niệm rằng tiền bạc là vật ngoài thân. Họ luôn lạc quan và vui tươi yêu đời. Khi có tiền, họ rất rộng rãi chi tiêu cho bạn bè và người thân. Vì thế mà tuy thu nhập không tồi, nhưng tiền bạc tích lũy chẳng được là bao. Họ vui vẻ vì được làm điều mình thích, tự hào vì lý tưởng mà mình theo đuổi. Họ không có ham muốn phát tài. Ngoài địa vị và danh dự là thứ hai quan trọng trong cuộc đời, họ chỉ cần đủ chi tiêu là thỏa mãn với đời. 2 năm tới, con giáp này sẽ có tài lộc bất tận, tiền tài danh vọng đều phát nhanh. Tuy nhiên, tài lộc không nằm ở việc quý vị có tiền hay sự nghiệp lớn mạnh. Tài lộc còn nằm ở việc quý vị được ban sức khỏe tốt, có được sự kính trọng từ những người thân xung quanh. Cuộc sống ấm êm hạnh phúc hơn người khác rất nhiều. Đây cũng vốn là vận số người tuổi Giáp Dần 1974 được hưởng, càng về già càng giàu có, của cải chất cao như núi, khiến thiên hạ trầm trồ nể phục. Cũng có thể nói, 2 năm tới, con giáp này sẽ có được tài lộc viên mãn, sức khỏe có đôi chút biến động, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều với cuộc sống của con giáp này. Về sức khỏe, trong cuộc đời được ông quan đế độ mạng ban cho sức khỏe, nhưng do thời trẻ, lao thân kiếm tiền, vì trách nhiệm gia đình và xã hội, nên sang trung vận, sức khỏe của con giáp này không được tốt cho lắm, nên chú ý ăn uống,
giữ gìn sức khỏe, tuổi thọ trung bình từ 67 đến 92 tuổi. Nhưng nếu ăn ở có phước đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, sống thọ đến già, hưởng lộc con cháu từ năm 55 tuổi. Người tuổi Giáp Dần ngũ hành thuộc mộc, sức khỏe của người mệnh mộc nhìn chung thường rất dồi dào. Tuy nhiên, do gan đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa âm dương của tự nhiên, nên những người này dễ bị mắc các bệnh về gan. Gan tàn huyết, điều tiết lượng máu nên người mệnh mộc còn dễ bị ứ huyết. Gan còn tàn hồn, có chức năng điều tiết tâm thần, khiến người này dễ mắc các bệnh về thần kinh. Nên chú ý giữ tinh thần thư thái, trừ bỏ khí hàn, hạn chế nổi nóng. Làm được vậy thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Về gia đạo và tình cảm, tuổi Giáp Dần 1974 cần chú ý hơn đến các mối quan hệ của mình vào 2 năm tới. Những người tuổi này về cơ bản đã có gia đình và con cái cũng lớn. Nam tuổi Giáp Dần thường có tính cách kiểm soát cao và là trụ cột của gia đình. Họ thường là người ra quyền quyết định, mặt khác lại dễ nổi nóng khi giao tiếp với các thành viên trong gia đình. Cần giữ bình tĩnh, xử lý khéo léo, nếu không dễ dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã. Ngoài việc cảnh giác xung đột, vợ chồng năm nay cũng phải dành nhiều thời gian hơn để giao tiếp với con cái. Nếu luôn nhìn vấn đề từ góc độ của bản thân và yêu cầu gia đình hòa hợp với mình, thì sẽ chỉ dẫn đến cãi vã, gia đình không hòa thuận. Dù công việc có bận rộn đến mấy, hai người cũng luôn nhớ dành một thời điểm nhất định trong ngày để ở bên nhau, cùng trò chuyện, cổ vũ, động viên nhau tiến về phía trước. Cũng nhờ có người ấy, Giáp Dần chẳng còn sợ hãi những thách thức ngay trước mặt. Hãy cùng nhau cố gắng hơn nữa để vun vén cho gia đình nhỏ của mình luôn đầy ắp niềm vui và tiếng cười nhé. Và bây giờ là vận trình vận mệnh tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974 vào 2 năm tới, được dự báo qua 12 tháng sinh âm lịch. Sinh tháng 1, tháng Dần, tiết đầu xuân, mọi thứ đổi mới, tuổi Giáp Dần có thể vùng vẫy tứ phương, danh vang bốn bể, gia vận hưng thịnh, cốt cách hiếm quý, ý chí kiên cường, được cả danh và lợi, không lụy ai, phú quý cát tường, con hiền cháu giỏi. Sinh tháng 2, tháng Mão, tiết kinh chập, chính là lúc xuất binh, tuổi Giáp Dần có đắc dụng võ, có chí vén trời, lật đất, dựng đại nghiệp, góp kỳ công, có thể thống lĩnh mọi người, mưu lực trí tuệ, thế như trẻ tre. Sinh tháng 3, tháng Thìn, tiết thanh minh, có ngày nở mày, nở mặt, người này sẵn có uy quyền, mọi người kính trọng, ngưỡng vọng, có thể xung thiên lập đại công, địa vị cao, nhà cửa thì có khí tượng, mới xong vẫn giữ được quy mô xưa kia của gia thế. Sinh tháng 4, tháng Tỵ, tiết lập hạ, trong trẻo, ấm áp, văn du tứ hải, nhà cửa đông vui, cả cuộc đời chỉ mong gia đạo tốt tươi, là người có tướng làm quan, gia đình hòa mục, anh em thân thiết, con cái đỗ đạt hiền lương, ông bà vợ chồng sum vầy, nuôi kẻ dại thành người khôn, cả đời không phiền não, mọi việc thuận lợi. Sinh tháng 5, tháng Ngọ, tiết mang chủng, có cơ hội để làm, mình ăn. Người này vốn có thái độ tôn nghiêm, tiến thoái tự do, văn võ kiêm toàn, đảm lược hơn người, lập đại nghiệp, tính tình đôn hậu, bản chất kiên cường, bất hòa với người, cứ phấn đấu tiến lên, khắc có cơ hội thành công, khí thế quyền lực, bị người ta làm khó, tay trắng lập nghiệp, phú quý thành công. Sinh tháng 6, tháng Mùi, tiết tiểu thử, con giáp này trời sinh, đặc tính, uống nước không có nguồn, khát cháy cổ, chỗ nào cũng khó khăn, khí lực có thừa, tài lực không đủ, là nạn trời tạo, có hoài bão, song khó toại nguyện, vất vả, mất mát nhiều, tuy có tài năng, song không đắc chí, hiệp nghĩa can trường, ít ai bằng, cả đời thiếu cơ hội tốt. Sinh tháng 7, tháng Thân, tiết lập thu, hổ mùa thu đặc biệt lợi hại, tính khí kiên cường, ý chí sắc bén, vất vả trèo non lội suối, dễ như trở bàn tay, nạn vào nơi nước suối, soi lửa bỏng, chẳng ngại ngần gì, có thể khắc phục mọi khó khăn, mọi việc đều có khả năng thành công. Cuộc sống lúc trẻ có phần vất vả, cô đơn,
may mắn lớn, được ổn định, có thể sống cuộc sống yên bình. Sinh tháng 8, tháng Dậu, tiết Bạch Lộ, đây là người có tài nhìn xa trông rộng, trước sau như một. Hiểu đạt bốn bề, một tay giữ vững thiên hạ, được người nể phục, uy chấn mọi người, vạn sự như ý, là phúc trời ban, thông minh, nhanh nhạy, hoạt bát, văn chương cá thế, danh vang tứ phương. Sinh tháng 9, tháng Tuất, tiết Hàn Lộ, thiếu tính tự lập, dựa dẫm vào người khác, mọi chuyện trắc trở, mong mà không toại, biết trách ai, có lực không xuất, sẽ ăn sạc cả núi, không việc buông lơi, không gánh được trọng trách, bụng đầy kinh luận, sinh không gặp thời, chỉ mong bình an, ít mưu nghiệp lớn, chỉ trông đợi ở con cháu. Sinh tháng 10, tháng Hợi, tiết Lập Đông, số xa nhà vất vả gian truân, mưu cầu khá suôn sẻ, có chí, song một thân một mình khó giữ, là người thông minh, nhanh nhạy, hiền lành, nghĩa khí ôn hòa, thuận thời nghe mệnh, ai thành công khắc có ngày mãn nguyện. Sinh tháng 11, tháng Tý, tiết Đại Tuyết, con giáp này hay bị tiểu nhân hãm hại, nơi nơi đều là địch, xuất hành gian nan, u sầu không thôi, có số sát thương bệnh tật, hình phạt đoán mệnh, gia vận phức tạp, trắc trở, gặp ghềnh, tai họa bất ngờ, hiểm nguy chờ sẵn, phải luôn cẩn thận. Sinh tháng 12, tháng Sửu, tiết Tiểu Hàn, cuộc đời con giáp này thường gặp rất nhiều may rủi, lo âu dồn dập, lành ít dữ nhiều, gặp kẻ ám hại, có tránh cũng không được, cái ăn cái mặc không đều, đề phòng họa sát thân, rơi vào hoàn cảnh khổ sở, mọi việc khó thành, hành động không suôn sẻ, đành an phận thủ thường, tránh ra ngoài, thận trọng cũng là điều may vậy. Xem những ngày sinh đại cát của người tuổi Giáp Dần có tác dụng dự đoán vận trình tốt xấu. Ngày sinh là một trong những yếu tố quan trọng, có sự ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của một người. Vì vậy mà xem bói ngày sinh hay xem ngày sinh đại cát của người tuổi Giáp Dần thật sự là thông tin thú vị cần thiết mà bản mệnh nên tìm hiểu. Trong khuôn khổ video này, kênh Tài Lộc TV xin đưa ra dự đoán hung cát để từ đó thành cơ sở luận số mệnh. Ngày 3, ngày tuổi Giáp Dần sinh mùng 3, đa tài, có trí, thông minh, hiển đạt, gia đình mỹ mãn, vợ chồng hòa hợp, người này cuộc đời bình an, không có nhiều sóng gió, bản thân và gia đình đều tốt, nên làm gì cũng nhanh chóng, dễ dàng. Ngày 4, người tuổi Giáp Dần sinh mùng 4, thiên tính, thông minh, phúc lộc song toàn, có thể gặp được bạn đời tốt, sống với nhau tới bạc đầu, cuộc đời ít trắc trở, đường nhân duyên vô cùng thịnh vượng. Ngày 16, người tuổi Giáp Dần sinh ngày 16, có danh có lợi, số phú quý, làm thành đại nghiệp, đào hoa vượng, cuộc đời phong phú, muôn màu muôn vẻ, có nhiều điều thú vị. Ngày 23, người tuổi Giáp Dần sinh ngày 23, thông minh, lanh lợi, tâm tính tốt, có quyền có ấn, tài lợi không tệ, người này nên theo đường công danh, quan chức, tiến thăng bằng học vấn và thi cử. Ngày 27, người tuổi Giáp Dần sinh ngày 27, có số mệnh cát tường, thường có quý nhân trợ giúp nên sự nghiệp thành công mỹ mãn, nhân duyên hòa hợp, gặp được người bạn đời hợp ý, con cháu đông đúc, gia trạch thuận hòa. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi đúng 2 năm tới. Năm 52 tuổi, tức năm Ất Tỵ 2025. Năm 2025 thì tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sẽ được 51 tuổi, nếu tính theo lịch âm năm 2025 thì là 52 tuổi. Dựa vào bản tính sao chiếu mệnh 2025 thì ta sẽ thấy năm 2025 gia chủ sinh năm 1974, nam mạng, có sao chiếu mệnh là sao Kế Đô. Sao Kế Đô được xem là một trong những sao xấu ảnh hưởng đến nữ giới. Nếu trong năm bạn gặp phải sao Kế Đô, hãy cẩn trọng với lời nói và cách giao tiếp, hạn chế việc đi xa và đặc biệt cẩn thận về việc giữ gìn tiền của để tránh bị đánh cắp. Sao Kế Đô có tác động xấu nhất vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch, vì vậy bạn nên đặc biệt cẩn trọng trong khoảng thời gian này. Nữ mạng có sao chiếu mệnh là sao Thái Dương.
được coi là một trong những sao có lợi, mang lại nhiều may mắn và tài lộc cho người có chiếu mệnh. Nếu trong năm mà bạn được sao Thái Dương chiếu mệnh thì hãy tận dụng cơ hội để đạt được thành công trong công việc, tình cảm và sức khỏe. Đặc biệt, sao Thái Dương này có tác động tích cực đối với nam giới, tuy nhiên đối với phụ nữ cần phải cẩn trọng và tránh bệnh tật trong tháng 6 và tháng 10. Dựa vào bảng hạn niên năm 2025 thì ta sẽ thấy năm 2025 gia chủ sinh năm 1974, nam nữ mạng có hạn là địa võng. Hạn địa võng được xem là hạn xấu chủ về mặt tâm lý và tài chính. Những người gặp phải hạn này thường có tâm trạng bất ổn, lo lắng và suy nghĩ tiêu cực. Hạn địa võng cũng ảnh hưởng đến tài chính của mỗi người, đặc biệt là về việc tiêu hoang và chi tiêu không cần thiết. Ngoài ra, trong năm hạn địa võng, người ta cần cẩn trọng trong việc tiếp nhận người lạ vào nhà hoặc ra ngoài vào thời gian tối để tránh gặp phải những tai họa. Năm 53 tuổi, tức năm Bính Ngọ 2026. Năm 2026 thì tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sẽ được 52 tuổi. Nếu tính theo lịch âm năm 2026 thì là 53 tuổi. Dựa vào bảng tính sao chiếu mệnh 2026 thì ta sẽ thấy năm 2026 gia chủ sinh năm 1974, nam mạng có sao chiếu mệnh là sao Thái Âm, là một trong những sao có tác dụng tốt đẹp cho cả nam và nữ. Nếu trong năm bạn được sao này chiếu mệnh, mọi việc sẽ suôn sẻ và thuận lợi, cánh cửa thành công trong sự nghiệp sẽ mở ra và bạn sẽ nhận được những tin tức tốt lành về tình cảm, đặc biệt là trong tháng 9. Nữ mạng có sao chiếu mệnh là sao Thái Bạch, là một trong những sao xấu ảnh hưởng tiêu cực đến nam giới, đặc biệt là vào các tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch. Khi sao này chiếu mệnh sẽ có nhiều khó khăn, trở ngại trong cuộc sống và công việc, dễ gặp thất bại, lỗ vốn và cảm thấy u sầu. Vì vậy, nếu gặp phải sao xấu này, cần cúng sao Thái Bạch để đem lại bình an, may mắn và tài lộc. Dựa vào bảng hạn niên 2026 thì ta sẽ thấy năm 2026 gia chủ sinh năm 1974, nam mạng có hạn là Diêm Vương, là hạn xấu, là chủ về sức khỏe và tai nạn. Người gặp hạn này thường có nguy cơ gặp phải những sự cố, thất bại hay tai nạn đáng tiếc trong cuộc sống. Nữ mạng có hạn là Thiên La, một trong 8 niên hạn chiếu mệnh của cuộc sống con người là hạn Thiên La, tác động chủ yếu đến sức khỏe, tâm lý và mối quan hệ xã hội. Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống tinh thần và sự tồn tại của mỗi người. Khi đến năm hạn Thiên La, mọi người cần đặc biệt chú ý đến việc sử dụng lời nói và hành động của mình, cũng như tập trung vào việc duy trì sức khỏe để tránh những rủi ro và tai họa không đáng có. Tương hợp tương khắc, nguyên lý phong thủy và vị trí trồng cây phong thủy gia tăng vận khí, thu hút tài lộc, sự nghiệp thăng tiến của người tuổi Giáp Dần 1974. Cây phong thủy hợp tuổi Giáp Dần 1974. 1. Tuổi Giáp Dần hợp với cây gì? Cây Lan Ý, Huệ Hòa Bình. Cây Lan Ý còn có tên là Huệ Hòa Bình, là một trong những loại cây phong thủy vô cùng đẹp mắt, với sự nổi bật của chùm hoa màu trắng nổi bật giữa màu xanh của cây. Cây Lan Ý có hoa trắng, thân xanh thuộc mệnh kim, theo ngũ hành kim sinh thủy nên hoàn toàn tương sinh với bản mệnh thủy của người tuổi Giáp Dần. Bởi vậy, cây Lan Ý là một trong những cây phong thủy tuổi Giáp Dần phù hợp nhất. Trong phong thủy, đây là loại cây sẽ hài hòa được yếu tố cân bằng âm dương, hấp thụ được những nguồn năng lượng xấu. Bởi vậy, người tuổi Giáp Dần sử dụng cây Lan Ý trong không gian sống sẽ giúp giảm bớt những yếu tố ngoại lực xấu ảnh hưởng đến gia đình, cùng với đó giúp cuộc sống bình yên hơn. 2. Sinh năm 1974 hợp cây gì để bình an và may mắn? Cây Thường Xuân. Đây là một trong những loại cây phong thủy khá phổ biến và được sử dụng rất nhiều ở Việt Nam. Đây là loại cây có tác dụng giúp xua đuổi tà ma, điểm xấu đem đến bình an và may mắn cho gia đình. Bởi vậy, tuổi Giáp Dần hợp cây gì thì cây Thường Xuân là một sự lựa chọn phù hợp với gia chủ tuổi Giáp Dần. Không chỉ hợp mệnh mà đây là loại cây giúp bảo hộ cho người sinh năm 1974, tránh những điều xấu, không may để đem đến sự thuận lợi trong cuộc sống người sinh năm 1974. 3. Cây Kim Ngân, loại cây phong thủy hợp tuổi Giáp Dần 1974.
Đây là một loại cây phong thủy khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, trong việc tìm hiểu xem tuổi Giáp Dần hợp cây gì, thì chúng ta cần xét thêm đến yếu tố hợp mệnh để lựa chọn. Cây kim ngân thuộc mệnh kim nên tương sinh với người tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy. Người sinh năm 1974 nên sử dụng cây kim ngân trong việc bài trí phòng làm việc của mình để mang đến tài lộc và công danh. Đây cũng là loại cây rất tốt cho sức khỏe của người tuổi Giáp Dần vì nó có tác dụng thanh lọc và làm sạch không khí cực tốt. Vì vậy mà người sinh năm 1974 sử dụng cây này trong nhà cũng rất hợp lý, giúp đem đến bầu không gian trong sạch và sức khỏe cho cả gia đình. 4. Cây phú quý, loại cây phong thủy hợp tuổi Giáp Dần 1974. Loại cây này được trồng trong nước, thường là trồng trong các bể hay bình nước nhỏ và vừa để bài trí trong không gian sống. Trong việc tìm xem tuổi Giáp Dần hợp với cây gì thì cây phú quý thủy canh là một trong những loại cây phù hợp với tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Không những là loại cây phong thủy hợp tuổi mà cây phú quý thủy canh con là một trong những loại cây tốt cho sức khỏe và có khả năng giảm bớt khói bụi ô nhiễm. Vị trí đặt cây. Vị trí đặt của từng loại cây khác nhau, dù là trên bàn làm việc, phòng khách hay phòng ngủ, trong cầu thang cũng rất quan trọng. Chỗ đặt phải tuân theo đặc tính, sinh trưởng của cây và phù hợp với vận mệnh của người trồng thì cây mới xanh tốt, mới phát huy hết hiệu quả phong thủy của nó. Cần lựa chọn vị trí đặt cây đảm bảo đủ ánh sáng cho cây phát triển bình thường. Nếu trong điều kiện ánh sáng tự nhiên thì mỗi ngày cây cần có khoảng 2 đến 3 giờ hấp thụ ánh sáng. Nếu không thì cần chuẩn bị thêm đèn phát ra ánh sáng để giúp cây luôn xanh tốt, có thể quang hợp được. Đối với những cây cảnh trong nhà không cần tưới nước nhiều sẽ gây ngập úng, chỉ cần tưới một lượng vừa đủ khi thấy đất trong bình bị khô quá. Bên cạnh đó, có thể dùng thêm bình phun để phun cho cây, tăng cường độ ẩm, làm sạch lá, tăng hiệu quả quang hợp của cây và cho cây xanh tốt hơn. Vì là cây đặt trong nhà, ở bình thường sẽ có lỗ thoát nước ở dưới nên cần có đĩa điểm ở phía dưới chậu. Như vậy thì khi tưới nước sẽ không lo chảy lên láng khắp nhà. Trong quá trình cây sinh trưởng cũng không thể bỏ qua bón phân, tăng cường dưỡng chất cho cây, duy trì sự sống và phát triển. Tuy nhiên, cây cảnh thường đã được tạo dáng trước nên không được bón nhiều, khiến cây phát triển mạnh sẽ làm mất dáng. Có thể khoảng nửa tháng trên một lần bón phân vừa đủ cho cây. Tại vị trí cửa chính tuyệt đối không trồng cây lớn có tán rộng, không trồng quá nhiều hoặc chỉ độc một cây. Lời khuyên cho những ai trồng cây phong thủy trong nhà là nên đặt nơi cửa chính số chậu hoặc cây chẵn, thường là hai: cây dâu, cây dương, cây liễu, cây bách, cây đa cũng như các loại cây có tính âm là tối kỵ tại vị trí này. Phòng khách là nơi trọng điểm trong nhà vì đây được cho là vị trí thu hút tài lộc. Bên cạnh đó, bạn có thể gây ấn tượng tốt cho các vị khách đến nhà vì tạo được bầu không khí dễ chịu, tươi mới tại đây. Do đó, cần chú trọng chọn những cây mang lại nhiều may mắn và luôn xanh tốt quanh năm như kim ngân, kim tiền, phú quý, phát lộc hoa, ngọc bích, kim tiền, thường xuân. Phòng ngủ là nơi nên ít được đặt cây nhất vì sẽ dễ phải hít khí carbonic mà cây thải ra về đêm. Nếu bạn vẫn muốn thêm sự thuận hòa cho gia đình thì vẫn có thể cân bằng mọi thứ bằng những chậu cây nhỏ và tươi tắn. Vì có thuộc tính âm nên phòng ngủ không được đặt cây to, xù xì và sậm màu, dễ dàng gây ảnh hưởng xấu tới thể chất và tinh thần của con người. Gian bếp cũng không phải là một nơi lý tưởng để bạn trồng cây vì nhiệt độ cao do quá trình nấu nướng sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sự sinh trưởng của chúng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn không thể tạo một không gian hài hòa phong thủy và tràn đầy sức sống tại đây. Hãy chọn những cây có mùi hương dễ chịu hoặc có thể sống được trong điều kiện khô hạn để trồng tại đây. Cây cảnh ở phòng làm việc không được có màu sắc quá sặc sỡ hay tỏa hương thơm nồng và sẽ khiến tâm trí của bạn xao động, không thể tập trung vào công việc. Điều mà chúng ta cần tại vị trí này là những cây có thể giúp cân bằng được trạng thái an tĩnh và sự bình yên cũng như cảm giác thoải mái tự tin nhất.
Phòng tắm cũng có thể được trang trí thêm một vài cây cảnh nhỏ, chịu được bóng, ẩm và phù hợp với tính cách của bạn. Cảm ơn quý mệnh chủ đã dành thời gian lắng nghe đến hết luận giải này. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt, hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.